vô tập hợp tập trung đi. Lửa không nè. Hải có gì? Sao này thiếu nhiều quý vị? Con béo đâu? Anh thằng nói nào lọt gần đó thì chờ. Cây có nghĩa nè. Mấy giờ mà mọi chuyện mình bỏ qua hết đi, đừng có cho như nó nem. Gì theo vui? Tụi bi. Cái bộ tụi bi đó. Nãy chưa đủ mặt chưa cho nay nó giờ. Cho đúng được vậy? Có đủ mặt cũng cho nào cũng cho được chứ không? Có không? Mày nhớ nói nha. Cho nay. Cho nay đừng có từ bi ở đây, đừng từ bi xã ở đây. Đây đủ mặt chân cho nay. Nói tên đi. Bây giờ sừng này tao sừng là đi lên chỗ năm rồi đó. Rồi sao rồi? Mày tao nhập hội xong thấy tao giờ tay tao dám làm tại trời cũng sắp mưa gì đây. Không ai chứa ba đâu ba. Ba. Giờ này trời mưa rồi. Tôi bệnh dữ. Tao mình cho anh hai ổng ngủ mới trời đánh tao liền. Rồi bớt cơm ăn. Bớt cơm ăn. Sao hai ổng là trai Trần. Nay thì bữa giờ phải đỡ phải nữa cho anh chùm ba nó phải. Trời đánh mày. Bây giờ lại mày ổng giết tay tao mày cũng mày mình cũng nhờ ơn phước mấy này dành cho. Trời không có ông chùm với ông tám sao mấy anh làm được? Thì đâu cũng nhờ ơn phước đó. Ông phước này mấy này nè. Cho ông ơn không rồi. Tao thì bị cho anh quánh bị đập nè. Để cho ông không rồi. Này làm gì đi? Hello mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh của có kẻ ép sầu khi chưa có bộ. Hello cả nhà của em nha. Ok mọi người, giờ mình sẽ bàn công chuyện để mà cho ông Chùm với lại là ông Tám này có thăm hỏi mình. Cái hội của mình để bữa giờ là hai ông Chùm mà lộng hành quá trời. Hôm nay cho ông lên bàn đi. A few moments later. Trên ba mày cái mày chơi mấy người ta mà vui lắm. Phải sợ bị trời đánh mà. Mấy mình cho anh, mấy mình đâu bị trời đánh đâu. Có mình cho anh ba mình bị trời đánh thôi. Cái này anh Sưng với Hải bị trời đánh thôi chứ ai. 20 tháng 10 mà đó mình đẩy qua đi. Không. Ông nội để cho ông tám luôn bà phú cũng có đội bà phú luôn. Đốc sách. Cái này bây giờ biết tao từ khóc từ lúc mình đi ra đặng đó nhiều lắm, không bình thường luôn. Cái gì đi khùng. Dài chịu dài chịu dễ dài luôn. Từ lúc ra đặng tới bây giờ đi khùng vậy. Thank you.
Trời ơi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lộn cả xe. Bạn kế đi. Đứa nào mà bắt trong sân lại nó mày nghỉ chơi nó đi. Chứ chơi mà mấy mày. Chứ mày chơi bắt tao lợi trốn. Ai bắt không? Ê bình thường mà thấy con người của ông chập bắt lại nè. Đó đâu? Cái. Làm gì? Trúng rồi. Trúng cái gì vậy trời? Gặp gai. A few moments later. Không, cái kiểu nó vậy đó. Cái kiểu là nó như vậy là nó vậy đó. Cái kiểu nó mẫu vậy đó. Gì vậy? Sao vậy? Dọn. Sao vậy? Dọn. Để lấy chảy đâu chạy? Để lấy chảy.
vậy? Từ từ. Xin chào có đâu? Ai để không điện mà để cho lên chạy. Quay giờ. Trời cái giỏ chân vậy? Rồi hả? Được ngủ mà phải giật mình luôn. Ủa trời ơi, chị đang sợ cái giá trời. Ừ. Sao? Không sao, không sao, sao đâu, sao đâu ta. Ta. Làm hết hồn hết chía luôn quên. Ừ. Sao đâu, đêm đậm này. Không đậm nào, đứa nào trời nghĩ trời. Không biết sao đâu, ông bị ác mộng á. Ai vậy? Mày cứ vậy đó hả? Ác mộng, 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 ác thôi ngủ gì đó chết cái rồi á ở đâu ngủ mà mày chặt tao không à làm nó nồng cái ghé luôn à rồi đấy thọ rồi thôi anh sẽ báo công an kìa đây không chồng sẽ báo công an kìa. Trời mưa, tao vô nhà tao ăn cơm đây. Thấy gọi không? Mày ăn cái gì vậy? 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 Mày ăn Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.